Tiểu sử Nguyễn Đình Bắc U19 Việt Nam. Trước khi U19 Việt Nam bước vào giải U19 Đông Nam Á 2022, Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ thuộc biên chế đội hạng nhất Quảng Nam, còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ. Nhưng sau trận ra quân hòa chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số không đều, Đình Bắc đã ghi dấu ấn đậm nét với những pha đi bóng tốc độ, kỹ thuật và táo bạo bên hành lang trái. Theo tìm hiểu thì Đình Bắc sinh ngày 19 tháng 8 năm 2004 tại Nghệ An. Trong trận gặp Philippines, Đình Bắc đã va chạm mạnh với một cầu thủ đối phương và bị chảy máu. Anh được đội ngũ y tế của đội băng bó vết thương và tiếp tục vào sân để chơi hết trận. Sau đó anh được chuyển đến bệnh viện và phải khâu 5 mũi. Trong trận đấu ngày 9 tháng 8 với Thái Lan, Đình Bắc đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng. Trong trận chung kết với Malaysia 2 ngày sau đó, Đình Bắc và đồng đội đã có một trận đấu quả cảm và bản lĩnh khi vượt qua đối thủ trên chấm sút luân lưu. Sau khi vô địch U19 quốc tế, Đình Bắc nằm trong danh sách đi tập huấn để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 9 năm nay.